Trên tay mình đây đang là chiếc Lenovo Legion 5 2024 mới nhất Và lại một lần nữa, ThinkView là đơn vị truyền thông may mắn đầu tiên trên thế giới Được mang về và trải nghiệm chiếc máy này và làm video để mà chia sẻ với các bạn và rất là cảm ơn cửa hàng Team Pro đã luôn có máy sớm Và nếu như bạn muốn mua Lenovo Legion 5 2024 hay là những dòng laptop gaming của Lenovo ấy Thì có thể tham khảo tại Team Pro nhé Link chi tiết về sản phẩm thì mình sẽ để dưới phần mô tả trong video ngày hôm nay nhé Đầu tiên thì để mà các bạn đỡ nhầm lẫn thì năm nay Lenovo đã lược bỏ đi chữ Slim trong cái tên. Thay vì là Lenovo Legion Slim 5 như là năm ngoái thì bây giờ chúng ta sẽ chỉ có Lenovo Legion 5 mà thôi. Còn hiện tại thì mình cũng chưa biết là bản Lenovo Legion 5 này so với ở phiên bản Lenovo Legion 5 Pro thì chúng khác nhau ở đâu. Vì mình có chạy qua thông số, cấu hình và màn hình thì chúng cũng rất là tương đồng với nhau nên là mình đã đặt ra ngay một câu hỏi rằng là liệu dòng Pro nó có xứng đáng là dòng máy Pro hay là không thì mình sẽ nghiên cứu để mà làm video so sánh riêng từ cách thiết kế hệ thống tản nhiệt bên trong cho đến hiệu năng thực tế để mà xem ra là chúng thực sự khác nhau ở đâu cái này thì mình phải check xem là có triển hay không đã vì option cấu hình mà mình đang có trên hai chiếc máy này nó lại chưa tương đồng với nhau còn trong video ngày hôm nay thì mình sẽ trên tay và chia sẻ với các bạn một vài những cái nhìn ban đầu về chiếc Lenovo Legion 5 2024 này nha về mặt thiết kế thì Lenovo Legion 5 trông khá giống với cả một chiếc laptop hybrid tức là nó vừa đủ dày và có cấu hình khủng để mà giúp cho bạn chiến game nhưng mà trông nó vẫn có những cái nét trung tính và khá là tối giản nó không có quá nhiều nét góc cạnh hay là chất gaming trong thiết kế và nó cũng sẽ mỏng và nhẹ hơn so với cả dòng Lenovo Legion 5 Pro nói kỹ hơn một chút thì điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất trong thiết kế chính là Lenovo đã lược bỏ đi hai khe tản nhiệt ở hai bên và thay vào đó là ba khe tản nhiệt ở phía sau vậy thì đây là một sự cắt giảm so với cả phiên bản năm ngoái hay là một cải tiến hoàn toàn mới thì bây giờ mình sẽ mở phần linh kiện bên trong để mà cho bạn thấy rõ hơn nhau đối với dòng Lenovo Legion Slim năm trước đây thì các bạn vẫn sẽ có một loạt những khí mát ở mặt đề của máy, hai quạt gió để lấy khí mát vào và thổi khí nóng qua hai khe tản nhiệt ở hai bên và hai khe ở phía sau. Đây là cách tản nhiệt khá là cơ bản và gần như là những dòng máy nào từ tầm trung cho đến cao cấp thì máy nào cũng đang sử dụng. Còn trên chiếc Legion 5 2024 thì Lenovo đã thiết kế lại kiểu tản nhiệt mới và gọi nó là Cold Front Hyper. Ý tưởng của Lenovo là họ sẽ điều tiết các luồng khí ra làm sao để mà máy mát nhất có thể. Và từ cold front thì mình tạm hiểu là mát ở phía trước Tức là các luồng khí nóng nó sẽ được đẩy hết ra phía sau Và quan trọng là nhiệt độ của CPU và GPU nó vẫn sẽ phải rất là mát và để mà điều tiết được luồng không khí thì Lenovo đã làm một số những cách sau. Thứ nhất là mặt D của máy đã được che phủ gần như là toàn bộ và chỉ để hở mỗi hai quạt gió mà thôi. Thứ hai là Lenovo đã sử dụng rất nhiều các đường lót form để mà điều tiết hướng đi của luồng khí nóng theo chủ định của Lenovo. Ví dụ như là phía trên của hai quả gió nó cũng sẽ có form để mà đẩy khí nóng thẳng ra phía sau của máy và mặt sau của mặt đây nó cũng sẽ có form và việc điều hướng như vậy nó cũng sẽ tạo thêm một khu vực ở chính giữa mà Lenovo gọi là hyper chamber. Khu vực này nó cũng sẽ được đón nhận thêm một lượng khí lớn nữa và nó sẽ được đẩy ra khe tản nhiệt bổ sung ở phía sau. Và như các bạn thấy rằng là Lenovo đã lược bỏ đi hai khe tản nhiệt ở hai bên và trong trường hợp này là có chủ đích nhá chứ không phải là bị cắt giảm đâu. Theo như Lenovo thì cách làm này sẽ giúp máy tăng công suất điện lên, hiệu năng tăng lên trong khi nhiệt độ và độ ồn nó lại được giảm xuống. Và tất cả đã được thực hiện trên một chiếc máy có cân nặng và kích thước là tương đồng so với cả phiên bản năm ngoái. Khá là ấn tượng đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ kỹ hơn và có video so sánh để mà gửi đến anh em sau nhé. Cổng kết nối của máy thì vẫn được bố trí khác ở hai cạnh bên và phía sau của máy và loại cổng thì nó hoàn toàn tương đồng so với cả chiếc Lenovo Legion 5 Pro. Còn về hiệu năng thì phiên bản mình đang có ở đây được trang bị CPU Core i7 1465HX phiên bản mới nhất và các họa rời là RTX 4050 và 16GB RAM Về màn hình thì option mình đang có ở đây có độ phân giải cao là 2560 x 1600 tần số quét là 165hz và nó cũng có đầy đủ những công nghệ hỗ trợ gaming minh như là G-Sync hay là Nvidia Advanced Optimus Ngoài ra thì Lenovo Legion 5 2024 nó cũng sẽ có rất là nhiều tùy chọn cấu hình và màn hình khác nhau và những option cao cấp hơn của nó ấy, thì nó cũng sẽ hoàn toàn tương đồng so với chiếc Lenovo Legion 5 Pro nên là cấu hình thì không phải là yếu tố để mà phân cấp sản phẩm giữa chiếc Lenovo Legion 5 Pro và Lenovo Legion 5 thường nhé Chỉ là cái phiên bản Lenovo Legion 5 thường này thì nó sẽ có cái option thấp nhất là thấp hơn so với cái option thấp nhất của chiếc Legion 5 Pro 2024 mà thôi Thiết kế bên trong của máy nó rất là gọn, máy được hoàn thiện Android Sun, nhìn tối giản miễn chê luôn Nói chung thì Lenovo Legion đang là dòng laptop gaming hiệu năng cao mà mình thấy rằng là có chất lượng hoàn thiện hay là độ chắc chắn của khung gầm là tốt nhất hiện nay rồi Ngoài ra thì nó còn có một phiên bản màu trắng nữa, nó trắng từ bàn phím, trắng từ khung máy, trắng từ cạnh viền màn hình, trắng từ cái thiết kế của máy bên ngoài, mọi thứ đều trắng muốt và nhìn chiếc máy đó trông nó sexy thực sự luôn ấy. Rồi, và đó là một vài những cảm nhận ban đầu của mình về chiếc Lenovo Legion 5 2024 này. Và sắp tới các bạn muốn mình làm những video gì về chiếc máy này hay là các bạn thắc mắc điều gì thì hãy cùng comment phía bên dưới nhé. Và mình sẽ gửi đến các bạn ở trong những video sớm nhất và một thông tin cuối cùng cũng rất là quan trọng mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là Thinh View vừa mới ra mắt bộ siêu tập áo mới dành riêng cho những anh em có chung niềm đam mê về công nghệ và đây là một trong những sản phẩm đó à, chúng mình có áo phông sweater và hoodie với rất là nhiều những màu sắc trending và hình họa rất là động chất công nghệ luôn ngoài ra thì chúng mình cũng vừa ra mắt thêm hai sản phẩm mới là pad chuột và bình giữ nhiệt với mức giá rất là hợp lý và nhân dịp ra mắt này thì Thinh View có giảm giá 15% các bạn hãy nhập mã Thinh View 15 để mà được giảm giá nhé và quan trọng nhé, vào ngày mùng 2 tháng 2 chúng mình sẽ có flash sale giảm giá 30% Thì các bạn chỉ cần nhập mã là ThinkView30 để được giảm giá Và số lượng có hạn mà thôi Và hết số lượng đó thì à, tất cả những sản phẩm sẽ được giảm giá là 5% nhé Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ chúng mình và xem đến giờ phút này của video Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại